Tối ngày 21 tháng 7, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hữu Điệp Anh, sinh năm 1961, ngụ đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Như đã thông tin trước đó, Phan Hữu Điệp Anh đã thừa nhận mình là người đưa hình ảnh, bình luận xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân thành phố, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 19 tháng 7, 2021, tôi có đăng trên Facebook cá nhân của mình về vụ review ở Thủ Đức của phòng chống dịch, và thông tin này được lấy từ trên mạng xã hội và các ý tứ bình luận của các bài viết trên mạng. Qua sự giải thích của cơ quan chức năng về nguyên nhân tự thiêu của cá nhân của người đó, thì tôi thấy rằng là cái việc đăng của mình là không được chính xác, và tôi rất ân hận về việc làm đó. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, từ tháng 5 năm 2021, Phan Hữu Điệp Anh đã đăng ký tài khoản Facebook với tên Phan Anh Hữu thông qua số điện thoại di động của mình. Bằng tài khoản này, đối tượng đã phát tán lên mạng xã hội và thông qua những hội nhóm trên mạng, thường xuyên đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung chống phá đảng, chính quyền. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao BA05 tiếp tục rà soát, xác minh, nhận diện nhiều tài khoản mạng xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua việc này, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng xác nhận. Chiều ngày 19 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, và kèm bình luận: bức xúc vì cách thức chống dịch Covid-19, người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu.